Alo, ai đấy ạ? Có phải máy anh Vinh không ạ? Trần Thành Vinh. Đúng rồi. Xin lỗi, ai đang cầm máy đấy ạ? Có thể chuyển máy cho anh Vinh được không ạ? Thế em là ai? Ý chị không hỏi tên. Ý Phương Đông đã hiện trên máy rồi. Nhờ chị chuyển máy cho anh Vinh giúp ạ. Hiện tại không tiện. Chị nói thế là sao ạ? Em không biết chị là ai, nhưng mà chị nghe điện thoại người khác như thế, bất lịch sự lắm ạ. Cô bé cứ bình tĩnh. Chị là đối tác làm ăn của bạn trai em. Anh Vinh vừa về nhưng để quên điện thoại. Chị đang phải ship trả cho anh ấy đây. Cô bé không tin hả? Vậy đến nhà bạn trai kiểm tra đi nhé. Cô bé cứ bình tĩnh. Chị là đối tác làm ăn của bạn trai em. Anh Vinh vừa về nhưng để quên điện thoại. Chị đang phải ship trả cho anh ấy đây. Cô bé không tin hả? Vậy đến nhà bạn trai kiểm tra đi nhé. Em à, có chuyện gì mà tụi mày sớm thế? Anh... Sao? Em muốn rủ anh đi ăn sáng ạ. Sao phải đi đâu ăn sáng? Trong khi anh chính là bữa sáng của em. Đồ ăn đến rồi đây. Mời tình yêu của anh nhé. Wow, đẹp thế. Em không nghĩ là anh biết nấu đâu đấy. Thì anh sống một mình mà, đôi lúc cũng thích nấu nướng. Chứ cứ ra ngoài ăn uống, cười cười nói tiếp khách, nhiều lúc mệt lắm. Em uống nước đi. Thôi nào, ăn đi, không có đồ ăn nguội hết rồi. Giờ thì em yên tâm ăn rồi. Ừ. Thẩm đi, xem có vừa không. Tối hôm qua em đã gọi cho anh, nhưng một chị nào đó đã nghe máy. À, đấy là Hằng, đối tác của công ty anh. Tối qua bọn anh bàn việc, lúc về anh để quên máy. Sao anh không gọi lại cho em? Thì lúc đấy khuya rồi, anh không muốn đánh thức em. Em biết không, sáng nay anh cũng đang định qua đón em đi ăn sáng đấy. Thế nào em lại qua đây trước? Duyên thế. Mà em qua đây là vì em mong anh
hay là em giận anh? Em giận anh cả đêm hôm qua không ngủ được, nên sáng phải qua sớm hỏi tội anh đấy. Thế thì bữa sáng này coi như là đền chuộc lỗi, bỏ qua cho anh nhé. Nếu không á thì tí nữa anh chuộc tiếp đấy. Em chỉ tha cho anh nốt lần này thôi. Cảm ơn em. À, từ ngày là bạn với Ngà, đầu óc con trai mình nó cũng sáng sủa lên nhỉ. Ừ, lại còn ngoan nữa chứ. Bố mẹ có chê cái gì thì không bao giờ cãi, mà lại còn cai được cả cái dỗi. Ờ, mà sao hai hôm nay không thấy cái Ngà nó sang nhỉ? Ừ. Hay nó ốm? Tội nghiệp con bé. Bố thì mất sớm, mẹ đi bước nữa. Nó ở có một mình, ốm có khi chẳng ai chăm sóc đâu. Hay là con sang xem nó thế nào? Để con gọi hỏi thăm luôn cho nhanh. Alo anh Đức Anh à? Sao anh lại gọi em thế này? Có chuyện gì hả anh? Thật á? Có chuyện gì thế hả con? Ai gọi con đấy? Anh Đức Anh học cùng lớp làm giàu với con. Trước anh ấy cũng bị lừa giống hệt nhà mình luôn. Anh ấy vừa báo là bên công an họ bắt được con Ngọc rồi mẹ ạ. Thật á? Vâng. Này, gặp sếp về mặt cứ đần thối ra đấy. Bị sếp đì à? À, tôi thì không. Nhưng mà sóng chớp đang nổ ầm ầm trong kia đấy. Nghe ghê đấy, kể đi xem nào. Tôi vừa mò mặt vào thì thấy sếp đang chửi bà Yên kinh cực luôn. Tôi phải té ngay. Hình như là cái vụ đấu thầu công ty mình thua rồi. Sao lại thua? Vụ đấy sếp mình tự tin cầm chắc bàn thắng cơ mà. Phải qua 6:30 thì mới biết là ra đây hay là về bờ chứ. Hỏng thì sếp mới nổi trận lôi đình như thế. Nhưng mà ông có hỏng được là ai thắng thầu không? Bên bà Diễm. Ngứa mặt nhở. Bà mới vào lĩnh vực này, tấm chiếu mới toe mọi thắng được mình. Mẹ con nhập viện nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy sinh nở gì cả. Không biết có vấn đề gì không. Hồi mẹ sinh con cũng đau đớn vật vã cả ngày rồi, nhưng may cũng mẹ tròn con vuông. Có người nhà của bệnh nhân Phạm Thị Châu ở đây không? Dạ có. Có tôi đây ạ. Sản phụ được chỉ định mổ lấy thai ngay lập tức, tránh nguy cơ suy thai và băng huyết sơ sinh. Người nhà khẩn trương vào tôi làm thủ tục nhanh lên. Bố ơi bố, y tế bây giờ phát triển cũng như ngày xưa đâu ạ. Mà đẻ mổ cũng phổ biến lắm rồi. Bố đừng có lo quá. Bố mua đợi con ở đây, để con mà làm thủ tục.